Bé bị cúm A, cách nhận biết và xử lý điều trị như nào để bé nhanh khỏi. Và trong video này, bác Đạt sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cúm A như nào để con các bạn nó khỏe mạnh. Nó chỉ 2-3 ngày là nó khỏi, nó điểm lại bình thường. Thì cúm A ấy, nó là một bệnh cúm mà nó diễn ra hàng năm, đúng không? Sẽ có. Thực ra nó cũng chẳng có mùa ở đâu. Vào thời điểm mà bắt đầu xe lạnh ấy, thì nó sẽ bùng phát dữ dội hơn nhá. Thì cúm A bản chất nó là một loại cúm giống như cúm khác, nhưng giống như cúm khác, cho nên là triệu chứng nó rất giống nhau. Cho nên để mình phân biệt được cúm, cái triệu chứng dự triệu chứng rất là khó, đúng không? Cũng là ho này, đúng không ạ? Ho là ho khan nhá, sốt này, phải không ạ? Thế nhưng bé nào đề kháng nó tốt thì nó sốt nhẹ và cái mức độ triệu chứng nó không cao, nó không nhiều. Có những đứa nào mà đề kháng nó kém ấy, nó rầm rộ luôn. Ví dụ nhưng mà đã tùy thuộc này, tùy thuộc vào đợt, sốt cao vã hết mồ hôi ra, mắt bắt đầu đỏ hoe ra, môi đỏ hoe mọc ra, đúng không ạ? Đấy là cái dấu hiệu. Và thứ hai này, đau đầu chân tay như nào ạ? Mỏi hết chân tay và người nó không có sức, tức là ngồi xuống đi nó cứ chọng vạng và ngồi xuống nó chỉ muốn nằm bẹp thôi. Đấy là cái dấu hiệu để các bạn nhận biết được là có thể bị cúm A rồi. Và đặc điểm này, cái triệu chứng sốt ấy nó đến đột ngột lắm và nó dữ dội lắm, nó ồ ạt luôn, một phát là sốt cao luôn, đúng không? Đau đầu chóng mặt luôn, đau mỏi cơ luôn. Đấy thì đấy là cái dấu hiệu mà bất kỳ một bà mẹ nào mà khi mà đón con hoặc là khi mà chăm con thì đấy là dấu hiệu chúng ta có thể nghi ngờ nhá, nghi ngờ là có thể bị cúm A. Nhưng mà để kết luận này thì các bạn phải test. Nếu mà các bạn không làm test được ấy, thì gọi bên xét nghiệm về là test thôi. Đấy, chỉ có mấy phút là có thôi. Khi mà các bạn thấy con mình có kết quả bị cúm A đấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là gì ạ? Các bạn sẽ cho con dùng Tamiflu. Đấy. Thì Tamiflu thì dùng cho trẻ trên 6 tuổi nhá. Còn dưới thì phải có hướng dẫn rất là cụ thể của bác sĩ. Trong trường hợp đấy chúng ta phải có ý kiến của bác sĩ, chúng ta dùng Tamiflu, được chưa? Phải có ý kiến bác sĩ nhá. Thì cái cơ chế của cái Tamiflu như các bạn này, cái con virus cúm A khi mà nó đi vào cơ thể của chúng ta, nó sẽ phải bám vào tế bào vật chủ, đúng không ạ? Các bạn ví dụ đây là tế bào, và đây cái lọ D3 Zimbi này, nó là một con virus, nó cấu tạo đúng đấy luôn, giống giống này luôn. Đây là tế bào vật chủ, đúng không ạ? Thì nó muốn sống được thì nó phải bám vào tế bào vật chủ. Đấy, khi bám vào tế bào vật chủ ấy thì nó sẽ giải phóng cái ADN, cái di truyền, cái mã di truyền nó đi vào tế bào vật chủ, và đi vào tế bào vật chủ rồi nó đi vào nhân tế bào và nó gắn vào ADN của tế bào vật chủ, đúng không? Và khi đó quá trình phiên mã dịch mã xảy ra và nó sẽ giúp tạo ra rất nhiều cái ADN của con virus nữa. Và khi nó tạo ra hàng nghìn con, hàng triệu con thì tế bào nó lại vỡ ra và nó lại giải phóng ra hàng nghìn, hàng triệu những cái con virus nữa và nó lại bám vào các tế bào khác xung quanh. Đây là cái cơ chế của nó, đây là cái nguyên lý như vậy. Thì mình uống Tamiflu càng sớm càng tốt. Vì sao ạ? Tamiflu ấy nó ngăn để không cho con virus bám vào cái tế bào của chúng ta. Đấy, nó không cho bám vào nữa, bây giờ nó cứ rời rạc này. Nó phải bám vào nó sống được, bây giờ nó ngăn rồi, đúng không? Nó bám vào cái Tamiflu ấy, nó không cho con virus bám vào như này, nó sẽ chết, được không ạ? Và khi cái tế bào nào nó bị nhiễm cúm A rồi thì cái Tamiflu ấy, khi mà con virus nó, tế bào nó vỡ ra, nó giải phóng ra thì nó sẽ ngăn những con virus nó lại bám vào tế bào bên cạnh. Thế cơ chế nó như vậy rất là hay. Cho nên uống càng sớm càng tốt thì sao ạ? Cái triệu chứng rất đơn giản. Đấy. Và khi các bạn dùng Tamiflu rồi, bên cạnh đó nhé, các bạn phải chăm sóc rất tốt nữa, đúng không? Đấy là ba việc phải làm. Một là phải test cúm A ngay. Đấy, đấy có cúm A phát là phải dùng Tamiflu ngay. Và bên cạnh đó, cho dù con mình bị cúm A hay là không bị cúm A thì cái cơ chế chăm sóc giống nhau. Bé sốt trên 38.5 và bé mệt mỏi, mình hỏi con có mệt mỏi không, con đau đầu không, thì bạn cho một liều hạ sốt nhé, với liều là từ 10 cho đến 15mg trên cân nặng nhé. Đấy, và cứ 4-6 tiếng nếu như mà bé sốt, bé mệt mỏi nhé, nhớ nhé, bé sốt nhưng mà kèm theo việc bé mệt mỏi thì chúng ta mới cho bé dùng. Còn nếu như bé nó sốt cao nhưng mà nó không sao, còn bảo con chả sao cả thì đừng cho uống vội, tại vì hạ sốt nó chỉ giảm triệu chứng thôi. Còn nếu bé mệt mỏi khó ngủ quá thì mình cho uống để nó giảm đau, nó cảm thấy đỡ đau đầu và nó dễ ngủ hơn, được chưa? Mình không lạm dụng cái thuốc này nhá. Thứ hai là mình cho bé ăn uống những cái đồ dễ tiêu hóa, đặc biệt là cháo, súp, phải không ạ? Tại vì nó đói, nó mệt, nó ăn rất là khó. Uống sữa tươi, đúng không? Uống sữa hộp, vân vân. Bây giờ ấy là cứ ăn đồ gì giàu dinh dưỡng là tốt nhất, được chưa? Đấy. Và thứ ba này, đặc biệt quan trọng này, đó là vitamin. Đấy. Vitamin này thì bạn có thể cho uống nước hoa quả như nước ổi ép, nước dưa hấu, đúng không? Nước cam. Nhưng mà
khi mà nó mệt ốm ấy, ăn rất là khó, mà ăn ít ăn được vài ba miếng thôi, cho nên là bổ sung vitamin Zimmy là quan trọng. Đấy, thì đối với trẻ trên 3 tuổi trở lên thì bạn sẽ uống gì ạ, 1 ml một ngày, và cứ như vậy, chỉ cần gì ạ, uống như vậy đều đặn là nó sẽ nhanh khỏi rồi nhá, chỉ 3 đến 5 ngày nó đỡ. Nên cách chăm sóc như vậy thì con bạn sẽ nhanh chóng khỏi và nó sẽ không diễn biến nặng. Đấy, và nó sẽ không phải gì ạ, vật vã và cũng không phải đi viện. Đương nhiên là tùy sức đề kháng nhé. Thì cái việc mà dùng vitamin ấy là tăng đề kháng. Thì nếu như mà sức đề kháng của con bạn tốt thì đợt này nó rất đơn giản. Còn nếu mà sức đề kháng nó kém, nó suy dưỡng miếng ăn thì nó có thể bị nặng hơn. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho viện điều trị. Được chưa? Thì đấy là cái hướng dẫn, cái lời khuyên và sự chia sẻ của bạn Cố Đạt về cái việc mà chăm sóc trẻ bị cúm A. Đấy. Và nếu như trẻ này sốt nhiều này, vật vã, mệt mỏi và nó không có dấu hiệu thuyên giảm thì chắc chắn các bạn phải đi vào viện ngay nhá. Đấy. Và phần nào đó mà các bạn muốn hỏi thêm thì comment ở đây, bác sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt nhé, để nhận được cái video mới nhất về chăm sóc sức khỏe của bé này, để bé ăn ngon này, không biếng ăn này, tăng cân này, tăng cơ thể kháng này và phát triển tối ưu cho cá nhân. Xin chào các bạn và chúc các bạn chăm con mạnh khỏe.